hướng dẫn mixing và master bản phối, bản thu âm bằng bản mixer trên FL Studio. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong cái video tiếp theo trong loạt series hướng dẫn FL Studio cơ bản năm 2024. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bản mixer cũng như là cái cách cơ bản để các bạn có thể mixing được một bản phối hoặc là một cái bản thu âm ở trên cái bản mixer như thế nào để giúp cho chúng ta có được một cái bản có cấu trúc âm thanh hoàn chỉnh nhé các bạn nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu về học làm nhạc, học hóa âm vũ khí qua bộ video hoặc là học trực tiếp tại VV Music thì các bạn có thể đăng ký link dưới phần mô tả nhé. Ok, còn bây giờ thì let's go. Ok, và ở đây thì mình có một cái bản thu đơn giản và có một chút pattern này dùng để bè. Và chúng ta sẽ nghe qua một chút xíu và chút nữa thì chúng ta sẽ đến với cái phần hướng dẫn chi tiết về phần mixing nhá. Anh đã tức thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết trong con tim anh không thành. Màn đêm xuống mơ buông tay, dò dẫm kín mái nhà đông này, anh đứng chết sân ngày từng ngày em mơ. Anh đã tức thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên. Rồi, ok, đó là cái ví dụ minh họa của chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ lướt qua một chút về cái bàn mixer. Bàn mixer khi mà các bạn muốn bật tắt thì các bạn bấm phím F7 để cho nó hiện lên cái bảng như thế này. Cái bảng như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta đưa nhạc cụ và đưa các hiệu ứng vào trong cái nhạc cụ cũng như là cái phần âm thanh đó để thay đổi và biến đổi cái chất liệu âm thanh theo ý muốn của chúng ta để tạo thành một bản phối hoặc là một bản mix hoàn chỉnh về mặt âm thanh. Và ở đây thì nó sẽ gồm có, đầu tiên nằm phía bên trái sẽ có kênh master. Cái kênh master này thì nó sẽ gọi là kênh tổng, khi mà các bạn tác động vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các âm thanh ở trong bài. Ở đây thì các bạn thấy là có cái beat và có cái vocal nhá. Mình làm này cho nó rất đơn giản để các bạn có thể hình dung được rõ hơn. Khi mà mình giảm ấy thì cả beat lẫn vocal nó đều giảm này. Rồi, phần tiếp theo là toàn bộ các cái kênh gọi là kênh insert từ 1 đến 125 nằm ở giữa hoặc là phía bên phải. Ở đây sẽ là nơi mà các bạn đưa tín hiệu của các nhạc cụ vào, và tùy tín hiệu của các nhạc cụ hoặc là tín hiệu của âm thanh mà nó sẽ tác động đến những cái tín hiệu cụ thể. Ví dụ ở đây mình đưa cái vocal, khi mà các bạn click đúp vào cái vocal trên playlist bật tắt bằng F5 nha, playlist là gì và làm như thế nào thì các bạn có thể quay ngược trở lại với cái bài giảng về playlist của mình trong series hướng dẫn FL Studio cơ bản năm 2024 nhé. Thì mình sẽ click đúp vào đây, khi mà mình click đúp vào thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở cổng số 1 này đó. Thì các bạn đổi F9 lên thì số 1 đây là cái vocal. Khi mà mình tăng giảm âm lượng thì nó sẽ thay đổi. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bảng hiệu ứng ở phía bên này. Bảng hiệu ứng nó sẽ giúp cho các bạn có thể là nghe được cái phần âm thanh, nó làm được cái âm thanh của chúng ta biến đổi theo cái mong muốn của chúng ta. Ở đây thì nó đang hơi rườm rà, hơi nhiều thứ thì mình sẽ reset nó đi. Khi mà các bạn mới đưa nó vào bàn mixer thì nó sẽ như thế này. Chút nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cách để đưa các cái sound và nhạc cụ của bạn xuống bàn mixer nhé. Rồi, ok. Thì khi mà các bạn có một cái bảng hiệu ứng như thế này thì các bạn có thể đưa vào đây các cái hiệu ứng, ví dụ như là cái hiệu ứng mà các bạn thường xuyên sử dụng đó là chỉnh bass tép đấy. Parametric EQ 2. Mình cũng sẽ ví dụ luôn cho các bạn các hiệu ứng thường dùng Parametric EQ 2. Thì bây giờ khi mà mình thay đổi thì cái vocal của chúng ta nó sẽ thay đổi về độ sáng tối, gọi là thay đổi âm sắc giọng đấy. Tức thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết trong con tim anh không thành. Màn đêm xuống mơ buông tay, sâu dâm kín nỗi nhớ đông đầy, anh đừng. Rồi, mình quên không tắt cái reverb, cái vang ấy, các bạn có nghe thấy đấy kìa. Thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết trong con tim anh không thành. Đó, thì ở đây thì các bạn có thể đưa thêm một cái plugin tiếp theo, đó là Fruity Reverb 2.
Khi mà các bạn bấm vào này nó hiển thị ra cái bảng là các bạn cũng có thể tìm được nhé. Fruity Reverb 2. Ở đây thì mình đã cài đặt để giấu nó đi, nên là mình phải vào trong cái phần More Plugin để mình tìm. Đó, đây là một cái plugin về reverb. Chúng ta có thể thay đổi cái wet này để nghe nó có cái độ vang này. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết chung con tim anh không thành. Bàn đêm xuống mơ buông tay, dầu dâng kín nỗi nhớ đông đầy. Anh đang chết dần ngày từng ngày em ơi. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết chung con tim anh không thành. Bàn đêm xuống mơ buông tay, dầu dâng kín nỗi nhớ đông đầy. Anh đang chết dần ngày từng ngày em. Đó là hiệu ứng thứ hai mà chúng ta thường dùng. Cái hiệu ứng thứ ba đó là delay. Các bạn còn đi hát karaoke, các bạn gọi là cái nhại đấy. Fruity Delay 2 nha các bạn nhé. Đây là một cái plugin rất dễ nhìn và đơn giản. Tức xuyên đêm, các bạn dành thời gian để vọc cái này. Mình cũng sẽ không hướng dẫn sâu quá về mấy cái này. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết chung con tim anh không thành. Vọng lại này. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết chung con tim anh không thành. Bàn đêm xuống mơ buông tay, dầu dâng kín nỗi nhớ đông đầy. Anh đang chết dần ngày từng ngày em. Hoặc là nếu như các bạn muốn cái style karaoke của các cụ thì nó như này. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết chung con tim anh không thành. Và cuối cùng là một cái plugin điều chỉnh âm lượng. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái phần giới hạn âm lượng để cho các bạn không bị, nhạc của các bạn không bị to quá dẫn đến việc rè. Đó là Fruity Limiter. Đây là 4 cái plugin mà chúng ta thường sử dụng. Đây. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em. Nhưng các bạn thấy là cái phần âm lượng đây nó đang bị vượt qua cái ngưỡng này thì nó bị nén này. Nếu mà mình đẩy gain, đẩy âm lượng lên to quá thì cứ điểm nào nó bị to thì nó sẽ nén xuống để âm thanh của bạn không bị bể. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết chung con tim anh. Nhưng mà nó sẽ gặp cái trường hợp là khi mà bạn đẩy lên to quá ấy, âm thanh của bạn nó bị nén nhiều, nó sẽ gây ra cảm giác bị nghẹt nhá. Cái này thì ít nhất là bạn cần phải hiểu nguyên lý của từng plugin này hoạt động như thế nào. Ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn trên vấn đề là cái bàn mixer và các hiệu ứng thường dùng thôi. Tức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết chung con tim anh không thành. Đó là 4 cái hiệu ứng mà chúng ta thường sử dụng. Và bây giờ thì để đưa một cái âm thanh bất kỳ xuống bàn mixer thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn bấm F6 để hiển thị cái channel rack. Channel rack là gì? Lại quay trở lại với series hướng dẫn FL Studio. Cái danh sách phát hướng dẫn FL Studio ở trong kênh năm 2024 nhé các bạn nhé. Rồi ok, thì ở đây khi mà các bạn bấm sang cái phần channel rack thì các bạn sẽ thấy rất nhiều các cái kênh nó hiển thị như thế này. Và làm thế nào để đưa xuống bàn mixer để tác động vào nó. Mình ví dụ đây là cái tiếng crash, là cái tiếng xèng này. Đó. Rồi ok, mình đưa cái tiếng xèng này ở trong bàn mixer nó như này. Rồi ok, có một cái sample mình nằm ở đây, đó là crash 1:2 và crash 01. Thì bây giờ âm thanh nó sẽ nhảy. Các bạn thấy nó hơi to đúng không? Thì bây giờ để điều khiển được cái crash này dưới bàn mixer thì cái việc đầu tiên là các bạn phải đưa nó xuống bàn mixer. Thì các bạn bấm F6 hiển thị lên như thế này. Và sau khi mà có cái phần crash như thế này thì các bạn có thể chọn một hoặc là chọn hai bằng cách giữ xong lướt. Thì nó sẽ chọn hai cái đèn như thế này. Sau khi chọn xong các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl L. Viết luôn chữ Ctrl cộng L ở trên màn hình cho mọi người nhé. Thì các bạn select cả hai, sau đó các bạn bấm Ctrl L thì nó sẽ tự nhảy xuống bàn mixer vào ở những chỗ mà chưa có tín hiệu âm thanh. Thì ở đây khi mà các bạn muốn điều chỉnh cái 02, cái 02 là cái đứng đằng trước, thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cái cổng số 02 đây. Nó ghi 2 này. Đó, 01 mà to quá thì mình cũng giảm xuống. Đó, 01 bé rồi. Tiếp theo các bạn cũng có thể làm cho nó lệch trái và lệch phải. Nếu trong trường hợp bấm vào playlist nó lại bị mất như này mà các bạn muốn dính nó lên màn hình luôn thì các bạn click vào cái mũi tên bên trái này và các bạn chọn detected nha. Đó, thì các bạn bấm ra playlist thoải mái, nó không bị mất đi.
Và bây giờ thì mình có thể tắt nó, mặc dù là ở trên playlist nó vẫn có này, và vẫn có tín hiệu âm thanh này. Rồi tiếp theo là mình có thể tách nó sang trái này, sang và sang phải. Đó. Ok, vừa rồi là toàn bộ những cái cấu tạo cũng như là cách hoạt động cơ bản của bàn mixer để các bạn có thể mixing và master các bản phối hoặc các bản thu âm của bạn, tạo thành một thể âm thanh thống nhất. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music, và nếu các bạn có nhu cầu về học làm nhạc, học qua âm phối khí qua bộ video hoặc là học trực tiếp tại VBK Music thì các bạn có thể đăng ký dưới phần mô tả nhé. Nếu các bạn có ý kiến và đóng góp, rất là hy vọng là các bạn sẽ để lại bình luận ở dưới phần bình luận nha các bạn nhé. Và trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích. Các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.